Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngày mùng 3 tháng 6 năm 1993, mùng 3 tháng 6 năm 2023 đã được phường Kim Tân thành phố Lào Cai tổ chức sáng nay, ngày 26 tháng 5. Dự buổi lễ có lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố và phường Kim Tân có các thời kỳ. Năm 1992, thị xã tỉnh lẻ Lào Cai được tái lập. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1993, chính phủ ban hành nghị định số 31 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Lào Cai, trong đó có nâng cấp tiểu khu Kim Tân thành phường Kim Tân. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phường Kim Tân đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng trên 10% một năm, thu nhập bình quân đạt trên 120 triệu đồng mỗi người một năm, thương mại dịch vụ phát triển, đô thị được quy hoạch đồng bộ, từng bước văn minh hiện đại, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú. Toàn phường không còn hộ nghèo. Đây là tiền đề để tiếp tục xây dựng phường Kim Tân vững mạnh toàn diện. Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Kim Tân đã vinh dự được nhận cờ thi đua của chính phủ, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.